câu chuyện quy sang đó, bây giờ có những cái kênh mà hùa theo á, coi như là quy sang đó, như kênh của ông Kali về bên Mỹ đó, nói là quy sang làm như vậy là không có gì sai, làm như vậy là đúng, quy sang không có rời bỏ Hồng Loan, không có quay xe Hồng Loan, mà còn đối với Hồng Ni thì Quy Sang có lỗi, với Hồng Ni thì Quy Sang xin lỗi rồi thì thôi, đâu có cái gì quan trọng lớn lao thế này thế kia thế nọ. Đây tôi cũng gửi lời cho cái anh YouTube Kali, anh có biết rằng là cái con người nó làm mà nội gián như coi như bên Mỹ thì kêu là gián điệp đó, không? Bên Việt Nam gọi là nội gián, nhưng bên Mỹ gọi là gián điệp đó, anh có biết không? Thà rằng những cái thằng YouTube nó nói thẳng một câu là nó quay xe rồi nó muốn đi luôn, nó đi làm kênh khác, hoặc nó muốn quay xe rồi nó quay cái xe đó nó trở lại để chửi Hồng Loan như cái đám của thám tử Cao đi, thì cái đó cũng là thẳng mặt thẳng mày với nhau, chửi thẳng luôn, không có cái gì gọi là ngại. Người ta chửi mình, mình nghe được, mình nghe được, ta chửi như cũng như là tôi nói anh nghe được, anh nói tôi nghe được. Còn những cái thằng mà nó âm thầm, nó ngầm ngấm, nó làm như nó là một cái con người anh hùng quân tử, nó làm như nó một con người tốt, chính nhân quân tử, nó làm như nó như một con người có cái trách nhiệm thương anh em nuôi này kia nọ, ha. Nhưng mà thật sự trong cái lòng của nó anh biết được không? Trong cái não nó suy nghĩ gì anh có biết được không? Tôi nói cho anh kênh YouTube Kali nghe, anh cũng người lớn, tôi cũng người lớn, cho nên á, tôi á, nói đây á, là tôi nói chân tình lắm, tôi cứ người con người tôi nói chân tình lắm, tôi không có biết nói cái kiểu mà lòng vòng màu mè qua lá hẹ gì đâu, tôi nói chân tình lắm. Anh có nghĩ được trong bụng nó nghĩ cái gì không? Anh có nghĩ, anh có nhìn thấy nghe được trong não nó suy nghĩ cái gì không? Mà tôi nói cho anh biết á, là ở bên Mỹ đó, tôi kêu là gián điệp, ở bên Việt Nam á, thì tôi kêu nội gián đó. Tôi nói vậy là anh biết rồi. Nếu như trong nhà của anh đi, anh làm ăn buôn bán thì cũng có nhiều đối tượng tranh cạnh với anh á, thí dụ vậy, để nghe đây là câu thí dụ nha. Nhưng anh có cái người trong nhà của anh, người làm hay là người quản lý hay là người cái gì đó tôi không biết, làm nội gián cho một cái đối tượng khác, anh bán một ngày được bao nhiêu, hay là anh ăn cơm với cái gì, anh nói chuyện gì, anh tính toán đi đâu, hay anh định làm việc gì, thì bên kia người ta biết hết, nó bán thông tin cho bên kia biết hết. Mà bên kia là cái đối thủ với anh đó, đối nghịch với anh đó, người ta chỉ chờ tìm cái sơ hở để ta hại anh đó. Anh nghĩ gì sao? Anh Kali nghĩ gì sao? Quý Sang nằm vào cái chế độ, cái đối tượng đó đó, cái đối tượng gián điệp đó đó, trong nhà Hồng Loan á, nói cái gì, sắp xếp câu chuyện gì, tính đi đâu, làm cái gì, Quý Sang biết hết. Mà Quý Sang biết rồi á, thì thằng Vũ Lưng biết hết. Mà Vũ Lưng biết rồi thì bao nhiêu kênh YouTube biết hết, hùa lên chửi Hồng Loan, ngủa Hồng Loan. Anh nghĩ đây, tôi nói đây là tôi không có sợ ở Việt Nam nè, ở quận 7 luôn nè, nhưng tôi không có sợ cái thằng Quy Sang. Tôi dám kêu thẳng tên đó, tôi nói, tôi đã nói rồi, tôi không sợ thằng nào tìm tới nhà tôi hết trơn. Đơn giản một câu vậy thôi. Anh suy nghĩ đi, tôi nói đúng không? Thằng Quy Sang nó nhờ má Tư đi tìm cho nó cái nhà để nó thuê vòng vòng chợ An Đông. Má Tư nghỉ bán, gán đi tìm nhà, tìm cửa cho nó. Người ta già rồi, người ta 70 tuổi rồi, cái sức khỏe của người ta nó cũng đâu có bao nhiêu đâu. Mà người ta không có đóng cửa, không có buôn bán, đi tìm nhà cho nó, tìm được nhà cho nó rồi. Đến khi nó mở cửa hàng, nó buôn bán xăm chỗ, buôn bán hột sòn mu sa nai đó, cái hột sòn giả nuôi cấy đó, ăn liên quan các thứ, mở cửa tiệm ăn liên quan các thứ, má Tư nó quên, nó không có nhớ, nó không nhớ để mà nó mời bả thằng câu. Hỏi anh như anh buồn không? Không phải mình đi đó, mình đi tay không, mình đi mình phải có bao thơ, không phải có bông, có hoa, có quả, ví dụ vậy đấy, chứ không có ai mà đi ngồi ăn của người ta tay không hết á. Bằng không ít ra cũng phải có bao thơ 500 ngàn, ví dụ vậy đi, nếu mà nói về người già không tiền đó, chứ không ai đi ngồi đó trong ngóc mà ngồi ăn không của người ta hết trơn. Mà má Tư thì cũng vậy thôi. Ví dụ như má Tư đi thì má Tư cũng tặng cho Quy Sang cái món quà, chứ má Tư không phải đi ngồi ăn không. Nhưng mà người ta nói một lời chào rất cao hơn mâm cỗ, anh nên nhớ cái người già đó. Thí dụ như con cháu mình không quen, không biết người lạ thì thôi, con cháu quen biết dù xa hay gần, dù ít hay nhiều, thí dụ có chuyện gì xảy ra mời anh tiếng thôi, anh có đi được hay không thì anh cảm thấy anh cũng vui nữa. Con cái nó cũng nhớ tới mình này kia. Tôi nói đúng không? Anh Kali, anh suy nghĩ, anh cũng lớn tuổi rồi đó, anh suy nghĩ đi, tôi nói có đúng không? Còn cái này á,
nó nhờ má Tư được, má Tư Quốc Thanh á, nó nhờ người ta xong xuôi hết rồi, tới cái ngày mở cửa hàng khai trương ăn mừng ăn tiệc thì nó quên người ta. Nó quên lạ thiệt chứ, nó quên lạ thiệt. Còn Hồng Ni cũng vậy, anh có biết không, Hồng Ni từng mở miệng giúp đỡ Quy Sang, chính là vợ chồng Quy Sang mở miệng nói luôn, ngồi trong xe chung với nhau nói luôn nha. Hồng Ni nói nếu Quy Sang muốn mua nhà thì Hồng Ni sẽ giúp đỡ cho Quy Sang 4 tỷ để mua nhà bằng ăn đi rồi trả cho Quy. Hồng Ni từ từ. Tôi nói cho anh Kali nghe nè, anh em ruột thịt với nhau luôn đó, chưa chắc chi mà dám cho mượn 4 tỷ mua cái nhà mà bằng ăn trả từ từ không ăn lời. Chứ đừng huống chi giữa người dân với nhau. Nhưng mà nếu như thời điểm đó mà Quy Sang á, chấp nhận mượn tiền Hồng Ni mua nhà thì Hồng Ni sẵn sàng đưa cho, bởi Hồng Ni mở miệng rồi là cho mượn mà không ăn lời, để giúp đỡ Quy Sang mua cái nhà để làm ăn, để khỏi phải thuê mướn. Thì anh cứ nghĩ đó, Hồng Ni tốt hay xấu hả? Hồng Ni tốt hay xấu đi qua bên Úc đi hát nè, Quy Sang đi chơi kéo bài kéo gì thua hết tiền, Hồng Ni còn mua cái đồng hồ tặng cho Quy Sang đâu 100-200 đô gì đó. Anh nghĩ Hồng Ni tốt hay xấu? Hồng Ni có ơn có tình có nghĩa với Quy Sang hay không? Có không? Mà tại sao Hồng Ni bị bắt ở bên Mã Lai, Quy Sang không có mở miệng một câu hỏi thăm, mà còn nói một câu là Hồng Ni bị bắt Quy Sang không biết. Người ở trong tem, trong drama với nhau mà. Anh có tin điều đó không? Anh có tin điều đó hay không? Mà Hồng Ni á, kéo qua ly ra đi sân bay giờ nào á, Quy Sang đều biết hết. Hồng Ni âm thầm đi thôi, nhưng mà YouTube nó cũng chạy theo quay như rồi. Tại sao vậy? Ít ra trong nhà của Hồng Loan đó cũng phải có cái con chip ghi âm gì đó. Nói thiệt, những cái bên mà cái công nghệ thông tin bên cái bọn mà IT này kia nọ các thứ đó, nó giỏi mấy cái thứ đó lắm. Mà thằng Quy Sang này nó có cái người bạn của nó là IT ai gì đó, làm IT ai gì đó, mà nói về những cái kênh nào YouTube nào mà lên tiếng binh vực Hồng Loan, mà mở miệng chửi ngược lại chẳng hạn như con Thị Lê, hay là những cái kênh của thằng Thám Tử Cao, hay là cái kênh của con Le Le thế này thế kia thế nọ, là bị quấn sập hết, bị quấn sập Facebook hết. Chính Hồng Loan cái Facebook buôn bán làm ăn á, sập 2-3 cái luôn. Hồng Ni cũng phải bị mất sập Facebook rồi á. Thành Mỹ cũng bị, Bùm Bâm cũng bị ha, Việt Bân cũng bị, Chí Cảnh cũng bị ha. Rồi tới Lê Minh là cái người á, mới lên mấy tháng nay để mà nói ủng hộ Hồng Loan thôi, cũng bị cái chục cái Facebook luôn. Nó cho IT của nó coi như là quánh trắng cái Facebook người ta luôn. Rồi anh nghĩ thì sao anh Kali? Mà thằng Quy Sang nó nói là nó có quen bạn bè của nó là IT, mà tại sao nó không có nhờ cái người đó lấy Facebook lại dùm cho Hồng Loan với Hồng Ni? Thí dụ như mấy người kia nó không lấy dùm cũng được đi, tôi không có nói. Thấy không? Nhưng Hồng Loan với Hồng Ni là giữa cái người một bên thì em kết nghĩa với nó, một bên thì cũng người bạn của nó. Đã từng mở miệng giúp đỡ nó mà, đã từng tặng quà cho nó mà, chẳng những tặng quà cho